Hiện nay huyện Phù Cử vẫn còn tồn đọng hơn 4.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng. Trong đó có gần 3.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, gần 800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thủy sản và cây lâu năm, trên 2.700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lúa. Việc tồn đọng diễn ra ở hầu khắp các xã thị trấn, trong đó xã Đoàn Đào còn tồn đọng trên 600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Hầu hết các giấy chứng nhận đang tồn đọng tập trung ở giai đoạn thực hiện dự án VLAP, bởi các nguyên nhân như người sử dụng đất chưa có nhu cầu nhận giấy chứng nhận, chưa nộp đủ các thủ tục dân sự, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và có sự thay đổi về ranh giới, mốc giới, diện tích thửa đất so với nguồn gốc. Hiện nay, các xã vẫn đang tích cực tuyên truyền người dân đến kê khai và hoàn tất hồ sơ để chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện tổ chức trao tại các xã.